Nữ ca sĩ Hàn Quốc bị tẩy chay vì scandal bán dâm giờ ra sao? Sau khi vướng vào scandal bán dâm gần 7 năm trước, Na không chỉ khiến sự nghiệp giày công gây dựng sụp đổ mà còn mất cơ hội trở lại ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Hiện tại, khán giả theo dõi người đẹp thông qua các bài đăng trên mạng xã hội. Na Choi được biết đến với nghệ danh Na là nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Canada gốc Hàn Quốc. Cô chính thức gia nhập K-pop vào năm 2010 dưới trướng công ty giải trí Kube Entertainment. Trong sự nghiệp kéo dài 6 năm, người đẹp sinh năm 1987 tạo dựng được tên tuổi với tư cách nghệ sĩ solo. Gia tài âm nhạc của cô bao gồm một album phòng thu đầy đủ, 4F, đĩa mở rộng và nhiều đĩa đơn cũng như các bản nhạc truyền hình. Một số tác phẩm đáng chú ý của Na có thể kể đến bản song ca cùng Be Renting I Want To Do When I Have A Lover và màn kết hợp với Huyna trong Arbiter Day. Album phòng thu đầu tay Black and White cũng mang lại cho nữ idol sự nổi tiếng đáng kể trong nước. Tuy nhiên, tất cả sụp đổ vào năm 2016 khi Na vướng scandal bán dâm. Cô bị cáo buộc có tên trong danh sách 4 nghệ sĩ tham gia hành vi bán dâm cho một doanh nhân Hàn Kiều tại Mỹ với giá 35 triệu won, lần khoảng 670 triệu Việt Nam đồng, theo mệnh giá thời điểm đó. Nữ ca sĩ 8X bác bỏ cáo buộc đổi tình lấy tiền. Cô tuyên bố chỉ gặp gỡ vị doanh nhân để xem mắt do người quen giới thiệu. Người làm mối là bạn đã cho Na vay tiền để giải quyết khó khăn tài chính. Giọng ca Top Girl khẳng định không biết người bạn thực chất là môi giới mại dâm cao cấp. Dư luận xứ Kim Chi không tin những lời thanh minh của Na không chỉ bị cộng đồng mạng tẩy chay, cô còn đối mặt với tình cảnh bị đông đảo người hâm mộ quay lưng. Cuối cùng, nhà chức trách xác định Na phạm tội bán dâm và phải nộp phạt 2 triệu won, gần 38 triệu đồng. Sau scandal, Na tạm dừng mọi hoạt động giải trí. Truyền thông Hàn Quốc cho hay cô trở về quê nhà sinh sống. Những năm qua, cô nhiều lần ngỏ ý muốn trở lại showbiz nhưng khán giả không mấy quan tâm. Do đó, đến nay, kế hoạch của Na vẫn chưa thực hiện được. Hiện tại, người hâm mộ theo dõi người đẹp thông qua mạng xã hội. Cô không cập nhật Instagram thường xuyên, chủ yếu chia sẻ ảnh đi chơi cùng bạn bè, tận hưởng cuộc sống và thú cưng. Thỉnh thoảng, bài đăng trên mạng xã hội của Na có nội dung hồi tưởng quá khứ, đồng thời ẩn ý về những khó khăn trong cuộc sống sau vụ bê bối. Bài đăng gần nhất vào ngày 2 tháng 1 bao gồm những khoảnh khắc nữ ca sĩ vui vẻ bên bạn bè. Cô cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến những người theo dõi, theo sau là ca hát Still Alive, Vẫn Sống và Not Dead Yet, Chưa Chết. Một số người hâm mộ để lại bình luận mong Na tái xuất cùng giọng hát, dù là thần tượng hay YouTuber, chúc mừng năm mới chị Na chỉ những điều tốt lành đến với chị. Em nhớ giọng hát của chị, chúng em không quên chị và nhớ chị nhiều, chị sẽ trở lại chứ. Tôi là người hâm mộ thực sự. Làm ơn quay lại hoạt động ở Hàn Quốc đi. Tôi sẽ chờ.